đây mấy chục năm. Sư ông đã hướng dẫn cho trường thanh niên của xã hội thì theo con đường của sư ông là cái bài này, cái bài đoàn ca, khi nào mà các tác viên đi lên đường đi công tác thì trả cái bài này để lên đường để phục vụ cái người thanh niên đi lên đường để đi làm phục sự xã hội. Dạ, của mình được thắng. Dạ, anh này là tác phẩm của mình được thắng.